Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tô chú gà này nhá. Đầu tiên mình sẽ tô đám mây trước. Sau đó mình sẽ tô màu chú gà màu đỏ. Tiếp theo chú gà mình sẽ tô màu nâu. À không, mình sẽ tô màu này. Thân gà mình sẽ tô màu này. Tiếp theo mình sẽ tô ngôi nhà màu đỏ. Tiếp theo mình sẽ tô hàng rào. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.